Tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, có một lớp học đặc biệt dành cho học sinh là F1 như được mở tại khu cách ly tập trung. 29 học sinh lớp 1 của trường tiểu học xã Sơn Hóa đã trở thành F1 của một ca F0 cùng lớp, đi cách ly tập trung với các em có giáo viên chủ nhiệm và 4 giáo viên khác. Để các em có thể tiếp tục chương trình đang học, phòng giáo dục đã đề nghị cho mở luôn lớp trong khu cách ly. 29 em được chia thành 2 lớp để đảm bảo giãn cách. Lớp học là hội trường với không gian rộng, các giáo viên đang thực hiện cách ly tại đây còn tham gia dạy online cho học sinh ở nhà theo chương trình dạy bình thường.